Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2341 em gái này của mình đúng là bị chiều hư rồi. Kể từ khi Đường Tuấn giúp anh ta kích hoạt huyết mạch Chu Tước thần thể, địa vị của Đường Tuấn trong lòng Ly Thanh Trần càng thêm vững chắc, thậm chí có chút kính sợ. Nên biết trong lịch sử của các y sĩ ở Chu Tước hoàng triều, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Đường Tuấn mỉm cười, tự nhiên sẽ không để tâm đến những lời của Ly Thanh Thu nhìn thấy anh trai mình đối xử với đường tuấn như vậy ly thanh thu cảm thấy có chút bất mãn thầm nói thập tam ca cũng quá khách sáo rồi dù có mạnh mẽ đến đâu anh ta vẫn không phải là thuộc hạ của hoàng triều ta là thuộc hạ của thập tam ca cần nên phải cẩn thận không phải sao nhưng cô ta không trực diện nói ra những lời này tránh để ly thanh trần sau này sẽ lại trách móc cô ta thập tam ca tối nay em cũng đến dự tiệc của thất ca đúng lúc chúng ta cùng đi đi Ly Thanh Thu nắm lấy tay Ly Thanh Trần, mỉm cười nói. Audio điện tử võ tấn bền. Ly Thanh Trần chỉ còn cách đồng ý. Lúc này, tại một biệt phủ khác ở thành Chu Tước. Thất điện hạ Ly Thanh Kiếm đang chắp tay chiêm ngưỡng một bức tranh trên tường, phía sau lưng anh ta là thập điện hạ Ly Thanh Viễn đang cung kính đứng đó. Cậu nói, y sĩ đó của thập tam đệ biết bí thuật linh hồn à? Ly Thanh Kiếm hỏi. Lý Thanh Viễn gật đầu nói phải. Hừ, chuyện này đến bây giờ mới nói cho tôi biết. Lý Thanh Viễn, xem ra cậu không coi trọng những gì tôi nói. Lý Thanh kiếm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt chợt trầm xuống. Lý Thanh Viễn cũng thay đổi sắc mặt, anh ta cảm thấy áp lực nặng nề như núi đè lên vai. Răng rắc một tiếng, mặt đất dưới chân anh ta nứt ra thành những khẽ hở giống như mạng nhiệt. Hợp thể cảnh trong mắt Lý Thanh Viễn tràn đầy kinh ngạc. Lý Thanh Kiếm đã thực sự đạt đến trạng thái hợp thể cảnh. "Thất ca, em sai rồi." Lý Thanh Viễn vội vàng cầu xin. Lý Thanh Kiếm thu hồi sức mạnh của mình lại, anh ta nhàn nhạt nói, "Đây chỉ là hình phạt nhỏ cho cậu." "Nhưng thập tam đệ càng không nên, người trong tay cậu ta có loại bí thuật này, vậy mà lại không biết giao ra cho tôi. Xem ra, cậu ta không coi người làm anh như tôi ra gì rồi." Mặc dù anh ta cũng đang luyện tập bí thuật linh hồn, nhưng càng có nhiều bí thuật như vậy thì càng tốt. Về phần dược đường, chẳng qua cũng chỉ là một y sĩ, đợi cậu ta giao ra bí thuật, thì ban cho cậu ta cái chết. Chu tước hoàng triều chúng ta không thiếu y sĩ, Ly Thanh Kiếm lạnh lùng nói. Đêm đó, ba người đường tuấn, Ly Thanh Trần và Ly Thanh Thu đều ngồi chung trong một chiếc xe do bốn con ngựa đỏ dược kéo. Ly Thanh Thu dựa chặt vào người Ly Thanh Trần, cố ý giữ khoảng cách với đường tuấn, trên người đường tuấn như có cái gì ô uế. Cô ta rất không vui, cô ta là công chúa của hoàng triều, vậy mà lại ngồi chung xe với thuộc hạ, thật sự là mất thân phận của cô ta quá rồi. Ly Thanh Trần khẽ cau mày, trong lòng thở dài. Em gái này của mình đúng là bị chiều hư rồi. Xem ra thập tam ca ở thành Hỏa Nhai quá lâu, đến cả thuộc hạ cũng không biết tôn ti thượng hạ. Ly Thanh Thu nhìn Đường Tuấn có chút khinh bỉ. Lông mày của Ly Thanh Trần cao chặt hơn, anh ta truyền âm cho Ly Thanh Thu, em gái đừng vô lễ với anh Dược. Anh Dược khác với những thuộc hạ khác. Ly Thanh Thu rất là khinh thường, cô ta cũng truyền âm, khác chỗ nào. Chẳng phải cũng đều là gia thần sao, đổi cách nói khác chẳng qua là sang hơn chữ nô bộc thôi. Đừng nói là địa vị, cho dù mạng sống của anh ta cũng đang nằm trong tay chúng ta. Ngoặc kép. chương 2342, thì ra là như vậy. Dọc theo đường đi còn có con nhóc Ly Thanh Thu, bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cũng may phủ của thất điện hạ không xa, đi nửa canh giờ cũng đã đến nơi. Phủ đệ của thất điện hạ rất bề thế, bức tường được làm bằng một loại đá trắng đặc biệt, trên đó có vầng sáng mờ ảo lưu chuyển, hội tụ nguyên khí của đất trời. Nguyên khí trời đất quanh phủ còn dày đặc hơn một nửa so với những nơi khác. Trước cổng có mấy võ sĩ mặc áp giáp vàng canh giữ, toát ra khí tức của một tu sĩ hóa thần cảnh trung kỳ ly thanh thu liếc nhìn đường tuấn giọng ngạo nghễ ngoại trừ hoàng cung thì phủ đệ của thất ca là lộng lẫy nhất người bình thường không vào được anh dược lần này là nhờ phúc của thập tam ca nên anh mới có vinh hạnh được vào trong đấy đường tuấn lắc đầu cảm thấy mắc cười cô gái này hình như đang rất có thành kiến với anh nhưng dù sao ly thanh thu vẫn còn trẻ lại là em gái của ly thanh trần nên anh cũng lười tính toán với cô ta ba người đưa thiệp mời ra thuận lợi bước vào phủ của thất điện hạ. Thập Tam ca, từ đây cho tới lúc tổ chức tiệc còn một khoảng thời gian nữa, chúng ta tìm một chỗ ngồi trò chuyện tí đi. Anh đã rời thành Chu Tước lâu như vậy, em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Ly Thanh Thu tỏ vẻ đáng thương nhìn Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần có hơi khó xử, lo lắng nếu để Đường Tuấn một mình sẽ xảy ra chuyện. Ly Thanh Thu bĩu môi nói, Thập Tam ca, anh ta không phải là trẻ con, anh còn sợ anh ta đi lạc mất sao. Đường Tuấn cũng cười nói, Điện Hạ cứ đi đi. Anh có chuyện gì thì gọi tôi nhé. Căn dặn Đường Tuấn xong, Ly Thanh Trần liền bị Ly Thanh Thu kéo đi. Nhìn thấy hai anh em họ đi xa, Đường Tuấn bất giác mỉm cười. Anh có thể nhận ra, Ly Thanh Thu thật sự rất thân thiết với Ly Thanh Trần, tình cảm giữa họ rất chân thành. Anh cảm thấy mừng thay cho Ly Thanh Trần. Đường Tuấn nhìn quanh, ngẫu nhiên chọn một hướng rồi đi loanh quanh anh không dùng thần niệm thăm dò cứ đi tùy ý như vậy vừa đi không bao lâu đường tuấn lập tức nghe thấy phía trước chuyển đến một trận bàn tán xôn xao cây chết rồi làm sao y sĩ chữa được y sĩ chữa cho cây chết đúng là hoang đường vạn vật đều có linh cây cối cũng là một trong sinh vật có linh tinh trong trời đất chưa chắc không thể chữa được công tôn mục anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ thế anh tới thử xem nào anh có thể trị được bệnh cho cái cây đó, tôi bái anh làm thầy. Cuộc thảo luận ngày càng gay gắt, có xu hướng đánh nhau khi bất đồng quan điểm. Đường Tuấn cũng nhìn thấy nơi xảy ra tranh luận, trước mặt anh không xa, một nhóm người đang đứng quanh một cái cây cổ thụ cao vút bàn tán xôn xao. Đường Tuấn tiến đến, đứng bên ngoài đám đông, từ những lời thảo luận kia, anh cũng đại khái đoán ra được đám người này đang bàn về vụ gì. Anh nhìn lên cây cổ thụ cao chót vót trước mặt Cây cổ thụ này rất là đặc biệt, vỏ cây lấp lánh ánh kim loại, xung quanh cây cổ thụ có ánh sáng xanh yếu ớt. Đó là sinh mệnh nguyên khí gần như thực chất. Đường Tuấn chợt nhíu mày, anh nhận thấy trong khí tức của cây cổ thụ này có gì đó rất lạ. Nếu không nhờ linh hồn chi lực của anh cùng cảnh giới với tu hành giả, thì cũng rất khó phát hiện ra. Thì ra là như vậy, Đường Tuấn đột nhiên hiểu ra. Chương 2343 Một đám y sĩ chỉ trích Đường Tuấn sự xuất hiện của đường tuấn không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào một cô gái mặc áo choàng xanh đứng ở đầu hàng cô gái quay lưng về phía đường tuấn không thể nhìn thấy diện mạo cụ thể của cô ấy cô mộ thanh cô là một trong những người giỏi nhất trong ngành đông y chúng ta không biết cô có cách gì không có người hỏi cô gái cất giọng dịu dàng y sĩ càng có tay nghề cao thì càng nghiên cứu sâu các loại linh vật trên thế giới này Cổ thủ có linh, đương nhiên cũng nằm trong phạm vi này. Chỉ là với y thuật hiện giờ của tôi, chỉ có thể cảm nhận được nguyên nhân bệnh của cây này, còn cách trị thì vẫn mở mịt. Cô gái vừa dứt lời, mọi người lại ồ lên một trận. Y thuật của cô Mộ Thanh đã đạt đến trình độ lục phẩm thượng giai, ngay cả cô cũng không có cách. Lẽ nào cần phải có y sĩ thất phẩm mới được sao? Y sĩ thất phẩm giống như thần long trên trời, không biết bao giờ mới xuất hiện ở thế gian này lần nữa muốn mời một vị y sĩ thất phẩm đến xem bệnh cho cây cổ thụ khoan hãy nói người đó có chịu đi hay không chỉ sợ cái giá phải trả cho người đó còn đắt hơn giá trị của cái cây cổ thụ này mộ thanh cũng thở dài nói có lẽ thầy tôi ra tay mới có cơ hội trị khỏi cho cái cây này thầy của cô ấy chính là y sĩ thất phẩm ầm uhm, đúng lúc này một nắm đấm rực lửa như mặt trời đập vào thân cây cổ thụ vỏ cây cổ thụ bị nổ tung mùn cưa văng tung tóe một cái lỗ to bằng đầu người lớn xuất hiện trên vỏ cây cổ thụ là ai đó cây cổ thụ này là vật yêu thích của thất điện hạ ai dám phá hoại không sợ điện hạ nổi giận sao mấy tiếng gào thét giận dữ liên tục vang lên tất cả mọi người đều nhìn về phía người vừa mới ra tay ngay cả cô gái áo choàng xanh cũng quay lại khuôn mặt cũng được mảng che che lại không nhìn rõ diện mạo cụ thể nhưng từ đường nét mờ nhạt lộ ra có thể thấy dung mạo của cô ấy không tầm thường anh đang làm gì thế? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào người vừa ra tay, có vài người còn vây quanh người đó, để đề phòng người đó chạy thoát. Lỡ như thất điện hạ trách tội xuống, bọn họ không muốn phải gánh tội oan uổng. Người vừa ra tay chính là Đường Tuấn, đối mặt với ánh nhìn thù địch của mọi người, anh chỉ cười nhẹ nói, tôi đang chữa thương cho cây cổ thụ này. Nực cười, cậu tưởng bọn tôi là tên ngốc sao? Cậu mà đang chữa trị à, cậu đang hủy hoại thì có. Chúng tôi sẽ bẩm báo với thất điện hạ, nếu như cây cổ thụ này có vấn đề gì, cậu không tránh khỏi liên quan đâu. Một đám y sĩ chỉ trích Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn cái lỗ trên cây cổ thụ do chính mình gây ra, nói các người ngẩng đầu lên xem thử đi. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của anh. Chỉ thấy thứ chảy ra trong cái lỗ không phải nhựa cây xanh mà là một loại chất lỏng màu đen, có mùi hôi thối nồng nặc. Chương 2344, chúng tôi không bằng anh mọi người lập tức xấu hổ. Họ đều là y sĩ ngũ phẩm lục phẩm, bên ngoài đều là những nhân vật có tiếng, hôm nay lại bị loại sâu bệnh làm khó. Cô gái áo xanh mộ thanh đột nhiên nói, không thể nào, khi nãy tôi cũng đã thăm dò nguyên khí sinh mệnh của cái cây này nhiều lần rồi, không hề phát hiện ra dấu tích của sâu bệnh. Đường Tuấn nói, đó là do thần niệm của cô không đủ mạnh để quan sát chi tiết. Sâu bệnh hút nguyên khí sinh mệnh của cây này quanh năm, dường như đã hòa vào một thể với nó rồi. Cô gái áo xanh giật mình, y thuật của cô ấy không chỉ đạt đến lục phẩm mà tu vi của cô cũng đã đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ, được gọi là thiên tài, đứng đầu trong các bạn đồng trang lứa với mình. Đây là lần đầu tiên bị người ta nói là không đủ mạnh. Thực ra cũng không thể nói thần niệm của cô gái áo xanh không đủ mạnh, chỉ có thể nói thần niệm của Đường Tuấn khi sở hữu Tiểu Thanh đã khiến năng lực của anh mạnh đến mức có thể dùng từ bá đạo để hình dung. Sợ là chỉ có tu sĩ hợp thể cảnh mới có thể so cao thấp bằng thần niệm với anh thì ra là vậy tôi còn tưởng y thuật của cậu ta tuyệt vời lắm chứ mọi người nghe xong liền hiểu ngay vốn dĩ bọn họ còn tưởng y thuật của đường tuấn có thể đạt đến thất phẩm nhưng bây giờ lại không nghĩ như vậy họ chỉ cảm thấy anh hơi may mắn xíu thôi sắc mặt của mộ thanh hơi thay đổi cô ấy nhìn thấu hơn những người khác trong lòng thầm nói thần niệm của anh ta mạnh hơn mình còn có kiến thức như thế hơn nữa lúc ra tay rất quyết đoán một đòn đã giết được sâu bệnh nắm bắt thời cơ rất tốt mình không bằng anh ta, y thuật của người này e là đã vượt qua mình rất nhiều." Mộ Thanh nhìn thấu những điều này, trong lòng đương nhiên không còn khinh thường nữa, cô ấy đi tới gần Đường Tuấn, nhẹ nhàng nói, "Y thuật của anh, Mộ Thanh tự hổ thẹn mình không bằng." Mộ Thanh nói xong, những người xung quanh đều sững sờ, có người cong môi thản nhiên nói, "Cô Mộ Thanh à, cô nói như thế là xem trọng cậu ta quá đấy." "Cậu ta có thể trị được bệnh của cái cây này chẳng qua cũng do may mắn." sao có thể so sánh với cô? Mộ thanh không trực tiếp đáp lại, chỉ nhắc đến vài vấn đề. Chúng ta ở đây tìm lâu như vậy, cũng không thể chẩn đoán được cho cái cây này. Người này vừa mới đến thì đã nhận ra, luận mắt nhìn độc đáo, ai có thể qua được anh ta? Cây cổ thụ là vật yêu thích của thất điện hạ, từ đầu đến cuối chúng ta luôn sợ hãi, không dám động tay động chân. Là y sĩ, trong mắt chỉ có bệnh nhận, không có gì khác có ai dám chắc mình dũng khí hơn người này không người này chỉ đánh một đòn đã giết được sâu bệnh tu vi mạnh mẽ thực lực không hề thua kém chúng ta bây giờ trong các người còn ai dám nói anh ta may mắn nữa không mộ thanh giọng điệu đều đều, đều nhưng khi cô nói xong tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ áy náy bọn họ đều hiểu nếu đặt mình vào vị trí của đường tuấn bọn họ chưa chắc làm được giống như anh cho dù biết trên cây cổ thụ có sâu bệnh nhưng cây cổ thụ là tài sản của thất điện hạ bọn họ có dám xuống tay không lỡ như bản thân xem bệnh sai thì sao chúng tôi không bằng anh mọi người đồng loạt cúi đầu đây có thể coi là lời xin lỗi vì sự thô lỗ trước đó thấy vậy mộ thanh khẽ gật đầu cô ấy nói với đường tuấn y thuật của anh giỏi như thế nghĩ chắc cũng có quan điểm rất độc đáo về y thuật nhỉ không biết anh có thể giải đáp một số nghi vấn của mộ thanh không Đường Tuấn mỉm cười nói, có gì mà không được chứ? Anh không phải là lão cổ hủ ao ai nấy tắm, anh hiểu rất rõ, muốn tiến bộ không ngừng trong y học thì phải học từ điểm mạnh của người khác và bù đắp những thiếu sót của bản thân. Tất nhiên, quá trình này là tương hỗ và anh rất sẵn lòng chia sẻ những gì anh đã học được với những người khác. chương 2345, anh quay lại rồi. Mộ thanh mỉm cười, dù khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy cô ấy vừa cười lên trời đất dường như nhạt màu đi rất nhiều cây cổ thụ đung đưa rác một chút ánh sáng xanh xuống khiến cô ấy trông như một nữ thần những người khác cũng tỏ ra vui mừng có thể được giao lưu y thuật với một y sĩ như đường tuấn đối với bọn họ có lợi ích rất lớn đám người ngồi xuống bắt đầu giao lưu y thuật với nhau những tiếng hỏi đáp giải thích cứ vang lên trong khoảng sân nhỏ này đường tuấn chủ yếu trả lời những nghi vấn của bọn họ nhưng anh cũng có thu hoạch của mình đặc biệt là từ mộ thanh mộ thanh có những hiểu biết rất độc đáo về lĩnh vực linh hồn và sinh mệnh nguyên lực một số điều mà ngay cả đường tuấn cũng chưa từng nghĩ tới trung ương ngân hà quả nhiên lắm nhân tài đường tuấn thầm nói trong lòng so với y thuật của trái đất y thuật của trung ương ngân hà càng có những bước nghiên cứu sâu hơn rộng hơn đến những lĩnh vực có liên quan trước đây anh chỉ mới tiếp xúc với qua thiên hòa quý đồng có thể không cảm thấy khác biệt nhiều nhưng ngay khi tiếp xúc với những thiên tài xuất thân từ môn phái lớn như Mộ Thanh, Đường Tuấn đã biết rõ lai lịch và vẻ đáng sợ của Trung ương Ngân Hà. Theo lời của Thập Tam Điện Hạ, Chu Tước Tinh Vực chỉ xếp thứ tư, thậm chí là thứ năm trong số ngũ đại tinh vực, chỉ có thể đứng chót. Ngay cả Chu Tước Tinh Vực cũng có lai lịch như thế này, vậy kỳ lân tinh vực đứng nhất kia còn đáng sợ đến mức nào nữa? Đường Tuấn bỗng dùng mình, càng ngày càng khẩn trương nâng cao thực lực. Đám người bàn luận đến cuối cùng chỉ còn lại mình Đường Tuấn nói chuyện, những người khác, bao gồm cả Mộ Thanh đều chăm chú lắng nghe, ai nấy cũng tỏ vẻ như đã cảm mộ. Khi mọi người thoát khỏi trạng thái cảm mộ, họ mới phát hiện Đường Tuấn đã không thấy đâu nữa. Một số khác thì tiếc nuối lắm, có người thở dài, hôm nay nghe cậu ấy giảng mới biết kiến thức của mình nông cạn thế nào. Ngày nào đó tôi được vinh hạnh bước vào thất phẩm, đều là nhờ công giảng giải hôm nay của cậu ấy nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự. Họ đến từ một môn phái lớn, cộng thêm tài năng của bản thân, họ gần như có thể trở thành y sĩ lục phẩm chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng họ không đủ tự tin để leo lên thất phẩm. Nhưng hôm nay, những lời giảng giải của Đường Tuấn đã cho họ một điểm sáng và hướng đi. Mộ Thanh cảm thấy trong lòng mất mát, tuy cô rất hòa nhã với mọi người, nhưng tính tình vẫn có chút lạnh lùng, đồng lứa có thể giao tiếp được với cô ấy cũng chẳng được mấy người nhưng sự xuất hiện của đường tuấn hôm nay giống như đã mở ra chiếc cùng cho trái tim đang đóng chặt của cô ấy không biết có cơ hội gặp lại anh ta không mộ thanh cảm thấy hối tiếc vì khi nãy đã không kịp hỏi rõ danh tính của đối phương đột nhiên cô ấy chợt nghĩ ra rồi lẩm bẩm hôm nay anh ta xuất hiện trong phủ đệ của thất điện lẽ nào cũng đến dự yến tiệc sao vốn dĩ cô ấy không có hứng thú với loại yến tiệc này thậm chí còn định rời đi sau khi khám cho cây cổ thụ nhưng lúc này thì cô ấy đã thay đổi ý định. Sau khi đường Tuấn rời khỏi nơi có cây cổ thụ, lại đi tham quan thêm vài nơi, cảm thấy có chút nhàm chán nên không tiếp tục tản bộ nữa. Anh đi theo chỉ dẫn đến sảnh tiệc. chương 2346, thập tam ca. Ly Thanh Trần nhìn thấy đường Tuấn thì mỉm cười nói. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Ly Thanh Trần hỏi, anh có gặp rắc rối gì không? Đường Tuấn lắc đầu nói, cũng không gọi là rắc rối tôi tình cờ gặp một nhóm y sĩ chữa bệnh cho một cây cổ thụ, nên thuận tay giúp bọn họ một chút. Ly Thanh Thu nghe xong không khỏi nhếch mép, chữa bệnh cho cây cổ thụ. Anh là y sĩ hay người làm vườn, mấy chuyện vớ vẩn đó cũng nói ra được. Ly Thanh Trần cao mày quát, Thanh Thu không được nói bậy. Y thuật của anh dược không phải là thứ mà em có thể đánh giá được đâu. Bây giờ anh ta vô cùng tin tưởng Đường Tuấn. Cho dù Đường Tuấn nói mình đang điều trị cho một viên đá, e là Ly Thanh Trần sẽ không hề do dự mà tin ngay. Ly Thanh Thu bĩu môi, tỏ vẻ rất không vui. Tại sao thập tam ca của cô ta cứ luôn nói giúp cho cái tên này thế? Thấy Ly Thanh Thu luôn tìm cách gây rối với đường Tuấn, Ly Thanh Trần nói, Thanh Thu, em về chỗ của mình đi. Vị trí này là của anh Dược. Đêm nay là yến tiệc của thất điện hạ, nội quy rất nghiêm ngặt, ai ngồi vào vị trí nào đã được người phục vụ thông báo trước. Ly Thanh Trần và Đường Tuấn ngồi cùng bàn, lúc này Đường Tuấn đã trở lại, Ly Thanh Thu đương nhiên không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa, nếu không Đường Tuấn chẳng phải sẽ đứng suốt sao. Ly Thanh Thu vốn định ngồi ở đây một lúc rồi về chỗ mình, nhưng bây giờ cô ta đột nhiên thay đổi quyết định. Cô ấy dường như không thèm để ý đến những lời của Ly Thanh Trần, vẫn ngồi bất động ở đó, cũng không có ý định muốn đứng dậy. Thanh Thu, về chỗ của mình ngồi đi, em không thấy anh Dược đứng suốt sao? nhường chỗ lại cho anh ấy đi giọng điệu của ly thanh trần có chút gay gắt ly thanh thu vẫn làm ngơ cô ta nói đứng thì cứ đứng thập tam ca làm nô bộc vốn dĩ là nên đứng để phục vụ chúng ta có tư cách gì mà ngồi cùng bàn với chúng ta chứ nói xong cô ta cố ý liếc nhìn đường tuấn rồi mỉm cười nói với ly thanh trần thập tam ca anh quá chịu anh ta rồi khiến anh ta không còn biết thân phận của mình là gì nữa nô tài ức hiếp chủ nhân thập tam ca anh phải chú ý đó. Ly Thanh Thu nghĩ rằng những gì mình nói là rất có lý, để đường Tuấn đứng cho đến khi kết thúc bữa tiệc, đây chỉ là một hình phạt nhỏ cho hành vi của anh, cũng coi như là giúp thập tam ca dạy dỗ lại người hầu. Trên mặt cô ta hiện lên nụ cười tự mãn. Nhưng khi cô ta nhìn sang Ly Thanh Trần, muốn nhận được ánh mắt tán thưởng của anh ta, cơ mà cô ta lại phát hiện tuy ánh mắt của Ly Thanh Trần rất bình tĩnh, nhưng dường như có một ngọn lửa vô hạn đang trào dâng trong đáy mắt. Cô ta bỗng dùng mình, như thể đây là lần đầu tiên cô ta quen biết thập tam ca của mình. Thập tam ca. Ly Thanh Thu sợ hãi nói, lúc này cô ta không nhận ra giọng nói của mình đã có chút run rẩy. Ly Thanh Trần nói, xin lỗi anh Dược. Thập tam ca, em. Ly Thanh Thu sướng sờ, xương nước răng đầy đôi mắt xinh đẹp, không biết là bị dọa sợ hay là cảm thấy uất ức. Trường 2347, cảm ơn anh đã nhắc nhở nếu trước đây ly thanh thu như vậy ly thanh trần nhất định sẽ an ủi cô ta nhưng lần này vẻ mặt của ly thanh trần vẫn không đổi giọng nói của anh ta có cảm giác lạnh lẽo anh ta lại nói lập tức xin lỗi anh dược ngay ly thanh thu cắn môi nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cô ta cô ta không tin thập tam ca sẽ đối xử với mình như vậy hơn nữa cô ta cũng không có nói sai dựa vào đâu phải xin lỗi y sĩ nhỏ bé không muốn ly thanh thu lắc đầu ly thanh trần nói trước đây em thế nào anh đều mặc kệ em nhưng lần này em nhất định phải xin lỗi anh dược nếu không từ nay về sau không được gọi anh là thập tam ca nữa ly thanh thu nghe vậy cô ta hoàn toàn ngơ ngác trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ cô ta đưa tay lên muốn nắm lấy ly thanh trần nhưng ly thanh trần lại trực tiếp hất đi anh ta lạnh lùng nói xin lỗi hay không là tùy em nói xong anh ta đứng dậy nói với đường tuấn anh dược Tôi thực sự xin lỗi. Đường Tuấn không ngăn cản Ly Thanh Trần, theo như anh thấy, mặc dù Ly Thanh Thu kiêu ngạo và hơi dính lấy Ly Thanh Trần, đấy cũng là bình thường. Nhưng vừa rồi Ly Thanh Thu thốt ra những lời chẳng hề suy nghĩ, thì sự việc không còn bình thường nữa. Khoan hãy nói mối quan hệ giữa Đường Tuấn và Ly Thanh Trần, chỉ nói về y thuật của Đường Tuấn. Đường Tuấn của ngày hôm nay không kém hơn y sĩ thất phẩm, là một nhân vật lớn trong chu Tước tinh vực. Giống như thầy của Mộ Thanh một khi xuất hiện, không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật hiển hách phải cầu kiến. Công chúa như Ly Thanh Thu trong Chu Tước Hoàng Triều có tận 3, 40 người, nhưng thậm chí còn không có đến nỗi người y sĩ thất phẩm. Từ đây có thể thấy được địa vị của y sĩ thất phẩm như thế nào. Mặc dù lúc này Ly Thanh Thu vẫn rất khó chịu, nhưng bị Ly Thanh Trần uy hiếp nên cô ta vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, nói với Đường Tuấn tôi xin lỗi. Nói xong, cô ta không ở lại đây nữa, đi ra khỏi đại điện trong lời xin lỗi này chẳng có lấy một sự chân thành ly thanh trần mỉm cười nói anh dược tôi thực sự xin lỗi tôi không biết thanh thu sẽ như thế này đường tuấn lắc đầu trịnh trọng nói tốt nhất điện hạ nên khuyên cô ta lần này nếu đổi lại là người khác e là sẽ rất khó xử lý tính tùy tiện và kiêu ngạo cũng nên có giới hạn lỡ như sau này bị người khác lợi dụng nhắm vào điện hạ thì lúc đó đã muộn rồi ngoặc kép ly thanh trần nghe vậy đôi mắt híp lại nói cảm ơn anh đã nhắc nhở bên kia ly thanh thu chạy ra ngoài đại điện ôm mặt khóc như lê hoa đái vũ trông rất đáng thương một y sĩ thì có là gì vậy mà lại dám bảo bổn công chúa xin lỗi anh ta ngay cả thập tam ca cũng bị anh ta lừa liên thủ lại bắt nạt mình hu 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 trong lòng cô ta rất hận đường tuấn nếu có cơ hội cô ta muốn giết anh ngay lập tức đối với những gì cô ta vừa nói Cô ta vẫn cảm thấy bản thân mình không sai. Hừ, nếu mình cứ đi như vậy, bổn công chúa chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao? Hơn nữa, Thập Tam Ca sẽ bị anh ta làm cho hồ đồ mất. Chạy được một đoạn, Lý Thanh Thu đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ không cam tâm. Đột nhiên cô ta chợt nghĩ ra, Thập Tam Ca không phải nói y thuật của anh rất giỏi sao? Vậy thì tôi sẽ để Thập Tam Ca tận mắt chứng kiến anh bị đánh bại, đến lúc đó xem anh còn mặt dày ở lại đây không. Chương 2348, tôi từ chối. Ly Thanh Thu lại nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đầy căm hận, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi của Mộ Thanh. Ly Thanh Thu bỗng nhiên đứng lên, cô ta hắng giọng, sau khi thu hút sự chú ý của mọi người trong đại điện, cô ta mới từ từ nói, dù sao bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, mọi người đều đang cảm thấy nhàm chán. Sao chúng ta không thử chơi một trò chơi nhỏ đi, mọi người thấy thế nào? Ly Thanh Viễn vỗ tay tán thưởng nói, đề nghị này của em gái không tệ, chơi một trò chơi nhỏ coi như giải trí trước khi bữa tiệc bắt đầu vậy. Những công tử và hoàng tử khác đều gật đầu đồng ý, không cảm thấy có điều gì bất ổn cả. Ly Thanh Viễn hỏi, em gái đã đề nghị như thế, chắc chắn đã có ý tưởng rồi nhỉ, nói ra xem thử. Ly Thanh Thu khẽ cười nhìn đường Tuấn, ánh mắt đầy khiêu khích, dường như muốn nói, đấu với tôi à, anh vẫn còn non lắm. Lý Thanh Thu nói: Tối nay không dễ gì chị Mộ Thanh mới có mặt ở đây, chắc chắn phải có chị ấy tham gia. Như vậy đi, chúng ta tìm ra mấy y sĩ để bọn họ so tải y thuật với chị Mộ Thanh, nghĩ chắc sẽ thú vị lắm. Vừa dứt lời, Lý Thanh Viễn đã cau mày nói: Em gái, trò chơi này của em chẳng vui chút nào. Mộ Thanh là thánh nữ của đội nghiệp điện, không bao lâu nữa thì có thể bước vào lĩnh vực y sĩ thất phẩm. Y sĩ ở đây có ai bì được với cô ấy chứ? Nói là so tài. Chỉ bằng nói Mộ Thanh tự biểu diễn một mình thì hay hơn. Những người khác bao gồm cả mấy y sĩ đều lần lượt gật đầu, y thuật của Mộ Thanh rất nổi tiếng, cho dù bọn họ có cùng cấp lục phẩm với cô ấy, cũng chẳng cảm thấy tự tin. Ly Thanh Thu dường như đã dự đoán được phản ứng của mọi người, cô ta mỉm cười nói, y sĩ bình thường đương nhiên không phải là đối thủ của chị Mộ Thanh. Nụ cười của cô ta chợt tắt, cô ta nói với Ly Thanh Trần, thập tam ca em nghe nói anh đã thu nhận một y sĩ có tên là dược đường có y thuật rất giỏi ở thành hỏa nhai hơn nữa còn vì anh ta mà đuổi công dương tú đi hay là cho anh ta thi thử với chị mộ thanh xem nếu có thể thắng được chị mộ thanh danh tiếng của dược đường sẽ được vang dội khắp thành chu tước này ngoặc kép khi ly thanh thu đưa ra đề nghị thì ly thanh trần đã cảm thấy có chút bất an lúc này nghe cô ta nói như thế anh ta đột nhiên cau mày nói em gái em lại muốn quậy gì nữa đây Ly Thanh Thu nói, em đâu có quẩy, đề nghị này của em cũng là cơ hội giúp dược đường nổi tiếng mà, người khác có mong cũng không được. Ly Thanh Viễn vốn nghĩ trò chơi này rất nhàm chán, nhưng khi nghe đến đây, anh ta đột nhiên mỉm cười nói tuyệt, đề nghị này của em gái đúng là rất tuyệt. Nói rồi, anh ta lại nhìn sang Ly Thanh Trần, thập tam đệ, em sẽ không từ chối đâu nhỉ, chỉ chơi một chút thôi mà, đâu phải là chuyện lớn lao gì đâu. Anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn nhân cơ hội này làm cho Đường Tuấn mất mặt, báo mối thủ lần trước ở thành hỏa nhai. Ly Thanh Trần nắm chặt tay. Đây không đơn giản chỉ là một trò chơi, mà là một cuộc chiến giữa các y sĩ. Hơn nữa còn là đấu với thánh nữ của độ nghiệp biệt, một trong những thánh địa của Chu tước tinh vực. Đường Tuấn thua, mất hết thể diện, sẽ bị đám người Ly Thanh viễn châm chọc khiêu khích, thậm chí ngay cả anh ta cũng không còn mặt mũi nào nữa. Nếu Đường Tuấn thắng, thì bất luận là thất điện hạ hay là độ nghiệp điện cũng đều sẽ căm hận đường Tuấn. Đi đường nào dường như cũng đều là ngõ cụt. Thập tam ca, nếu dược đường không muốn tham gia cũng được thôi. Chỉ cần anh ta quỳ xuống trước mặt chị Mộ Thanh, tự nhận mình y thuật thấp kém, em sẽ đổi cho khác. Ly Thanh thu thấy Ly Thanh Trần im lặng, cho rằng mình đã thắng chắc, nên lời nói có chút ngông cuồng. Cô ta không bao giờ ngờ được rằng lời đề nghị này của mình đã ảnh hưởng đến thập tam ca yêu thương cô ta nhất. Ly Thanh Trần nhìn Ly Thanh Thu bằng ánh mắt lạnh lùng. chương 2349 cô ta cảm thấy mình rất vô tội. Chị Mộ Thanh, chị, Ly Thanh Thu nhìn Mộ Thanh với vẻ mặt không tin. Mặc dù Mộ Thanh đang đeo khăn che mặt, vẫn không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy. Nhưng lúc này, ai cũng cảm nhận được tâm trạng của cô ấy rất không vui, giọng nói như cố kìm nén cơn tức giận, trò chơi này, tôi từ chối. Ly Thanh Thu hoàn toàn ngơ ngác, sự hoảng sợ không dễ gì mới được kìm nén khi nãy lại một lần nữa xuất hiện. Ly Thanh Viễn hơi giật mình, hiển nhiên anh ta cũng không ngờ phản ứng của mộ thanh lại dữ dội như vậy. Anh ta cười nói, mộ thanh đã từ chối, vậy chúng ta đổi trò khác đi. Nghe danh mộ thanh tâm địa lương thiện đã lâu, nghĩ chắc không muốn thấy người khác bị sỉ nhục. Thập tam đệ, em phải cảm ơn mộ thanh đấy. Các công tử hoàng tử khác cũng cười nhạt, cố gắng xoa dịu bầu không khí. Chị mộ thanh, Chị không muốn tham gia thì không tham gia nữa, đều là em không tốt, không nên để ra yêu cầu như vậy." Ly Thanh Thu nắm lấy tay áo của Mộ Thanh, trong lòng cảm thấy bất an. Mộ Thanh dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô ta một cái, nói, "Thập Tam Điện Hạ nói không sai, em chỉ đang quậy phá mà thôi." Nói xong, cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh tới bàn của Đường Tuấn, cung kính cúi đầu, cảm tạ nói, "Mộ Thanh cảm ơn ngài đã chỉ dẫn." Đường Tuấn xua tay nói, chỉ là học tập lẫn nhau thôi. Mộ Thanh lắc đầu nói, nghe anh giảng một bữa, bằng đọc sách 10 năm. Lời giảng của anh giúp ích cho tôi rất nhiều. Lúc này, tất cả mọi người trong hội trường đều sững sờ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thánh nữ mộ thanh của đổ nghiệp điện lại hành lễ của hậu bối đối với một y sĩ tuổi tác chẳng bao nhiêu. Mộ thanh, cô đây là định, ly thanh viễn tò mò hỏi. Mộ thanh đưa mắt nhìn mọi người có mặt ở đây, giọng điệu bình tĩnh, y thuật của tôi không bằng anh dược. Vừa dứt lời, trong điện lập tức im lặng như tờ. Câu này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc mộ thanh hành lễ của hậu bối. Chuyện này có liên quan đến thanh danh của cá nhân mộ thanh và độ nghiệp điện. Ly thanh thu siết chặt hai tay, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. Cô ta cũng không ngờ chỉ một trò chơi nhỏ lại diễn biến thành thế này. Mộ thanh, lời này có phải hơi quá rồi không? Ly Thanh Viễn trầm ngâm nói. Mộ Thanh lắc đầu nhìn đường Tuấn, ánh mắt giống như một người nghiện rượu nhìn một vò rượu thơm lừng mà say xưa. Cô ấy trịnh trọng nói, bây giờ tôi không bằng anh, nhưng tôi sẽ cố gắng hơn để đuổi theo kịp anh. Đường Tuấn nói, được. Nét mặt mộ thanh dạng dỡ vui mừng hơn hẳn, lúc này cô mới xoay người đi về chỗ của mình. Chị mộ thanh, em, ly thanh thu nhất thời không biết nên nói gì. Cô ta cảm thấy mình rất vô tội. Thập Tam ca giúp Đường Tuấn, bây giờ cả người chị thân thiết nhất là Mộ Thanh cũng giúp Đường Tuấn. Tại sao? Mộ Thanh nhìn Ly Thanh Thu đang ngơ ngác, thở dài một hơi, lập tức nói với giọng điệu kiên quyết, "Thanh Thu, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Tuy thời gian chị quen biết anh dược không lâu, nhưng chị tin anh ấy tuyệt đối không phải là loại người như em nói. Nếu em cứ cố chấp tiếp tục như thế thì Chương 2350 không có ai trả lời. Cô ấy chỉ nói đến đây thì không nói thêm nữa, nhưng Ly Thanh Thu lại hiểu rất rõ. Kết cục tồi tệ nhất là tình bạn giữa hai người rất có thể sẽ chấm dứt tại đây. Em hiểu rồi, chị Mộ Thanh. Dù trong lòng Ly Thanh Thu có không cam tâm như thế nào, lúc này chỉ có thể nhịn xuống. Thất ca đến rồi. Bầu không khí đang dần chìm vào im lặng thì Ly Thanh Viễn đột nhiên nói: mọi người trong đại điện đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía cửa. Chỉ thất một người đàn ông cao lớn vạm vỡ dáng đi hiên ngang bước vào, mỗi bước đi tạo cho người ta cái cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Không có ai đi bên cạnh anh ta, phía sau anh ta là mười mấy người có nam có nữ, ai nấy cũng khí thế bất phàm, xem ra đều là tu hành giả hóa thần cảnh trung kỳ trở lên. Các người đến sớm quá nhỉ, thất điện hạ lý thanh kiến bước vào đại điện, liếc nhìn xung quanh đám người, mỉm cười nói. Lý Thanh Viễn trịnh trọng nói, thất ca mời, có ai dám rể giả chứ? Lý Thanh Kiếm hử lạnh một tiếng, sắc mặt tối sầm lại, nói, ai nói không ai dám, người anh trai tốt kia của chúng ta không phải đã từ chối lời mời của tôi rồi sao? Lý Thanh Viễn hơi gượng gạo, đó cũng là anh cả của anh ta, luận thực lực hay thế lực đều vượt qua cả anh ta, anh ta cũng không dám tùy tiện bình luận. Sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Trong số những hoàng tử của Chu Tước Hoàng Triều, thất điện hạ ly thanh kiếm chính là hỏa linh thể bẩm sinh, có khả năng kế thừa thống nhất thần triều. Xếp sau ly thanh kiếm, chính là đại điện hạ của thần triều hiện nay, ly thanh quang. Tuy không phải là hỏa linh thể bẩm sinh, nhưng dựa vào số lượng tài nguyên và thiên tài địa bạo rất lớn, huyết mạch cũng vô cùng mạnh mẽ, nghe nói đã có được 8 phần uy lực của hỏa linh thể rồi. Trên dưới thần triều đều cho rằng thần đế bệ hạ tiếp theo nhất định là một trong hai vị điện hạ này. So với hai người bọn họ, những điện hạ khác đều thua kém rất nhiều. Ngay lúc mọi người đều im lặng, một thanh niên mặc áo lam đứng lên nói, đại điện hạ chỉ là ngụy linh thể, bất luận thế nào cũng không bằng được linh thể bẩm sinh của thất điện hạ. Điện hạ yên tâm. Sắc mặt Ly Thanh Kiếm lạnh đi, anh ta nói, dù thể chất anh ta cũng không bằng tôi, nhưng suy cho cùng anh ta cũng lớn tuổi hơn tôi, tu vi tinh thâm hơn tôi rất nhiều. Tôi nghe nói gần đây anh ta lại có được một bộ bí thuật linh thể khác, nghĩ chắc thực lực lại tiến bộ hơn rồi. Cuộc thi Hoàng Triều sắp diễn ra, thêm phần sức mạnh là thêm phần chiến thắng. Thanh niên áo lam nói, vậy thì Điện Hạ cũng nên tu luyện thêm một bộ bí thuật nữa, chẳng phải được rồi sao? Với uy danh của Điện Hạ, muốn tìm một bộ bí thuật chắc là không khó. Ly Thanh Kiếm khẽ cao mày nói, bí thuật quan tinh tháp của đại diễn các các người tôi cũng đã luyện qua rồi. Trong thời gian ngắn muốn tìm một bộ bí thuật khác e là rất khó. Anh ta nhìn mọi người, nói trong các người ai có loại bí thuật này. Nếu có thể truyền thụ cho bổn điện hạ, đợi tôi thành thần đế, các người cũng coi như có công. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 2350